Bạn muốn biến những tấm ảnh của mình trở thành những tấm ảnh lung linh, huyền ảo nhưng lại có quá nhiều ứng dụng và không biết bắt đầu từ đâu. Thế thì tin tốt cho bạn đây là hầu hết các ứng dụng đều miễn phí và tin không tốt lắm là bạn phải tự chọn lọc để sử dụng chúng một cách tốt nhất. Nhưng mà hên nha là có tôi ở đây để liệt kê ra những ứng dụng mà chắc kèo luôn là các bạn sẽ rất cần. Và welcome back to mình Tuấn Mobile, mình là Thiên Phúc, intro. Đây là một ứng dụng hoàn toàn miễn phí, đặc biệt là không quảng cáo, không đăng ký member gì hết. Play cho phép bạn ghi những dòng caption ngắn, chỉ cần một phông chữ nè, một kiểu chuyển động, một hình nên là bạn đã có thể tự do sáng tạo, làm gì cũng được. Và ngoài ra thì Play còn có đa dạng phông chữ là chuyển động, là tự do điều chỉnh màu sắc, sắp xếp bố cục. Và thử cho các bạn coi ha. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào app. Đó, mình đợi nó load. Thực ra thì app Play này nó sẽ hoạt động dựa trên là wifi, cho nên là tùy thuộc vào cái độ mạnh của wifi thì nó sẽ load nhanh hay là load chậm. Ok, đầu tiên thì như các bạn có thể thấy là nó sẽ có một cái background trắng và những cái dòng chữ ở đây để giúp cho mình là ghi table ở đâu. Rồi bây giờ mình sẽ lựa một tấm hình nào đó, mình đặt vào đại thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đè vào đây. Đây là tấm hình của mình đó. Thì khi mà mình di chuyển hình thì nó sẽ có những cái bố cục để cho mình cân bằng luôn. Ngoài ra thì các bạn có thể bấm vào cái chỗ này. Đó, để các bạn có thể cân cái bố cục của mình. Đấy. Nó sẽ có rất là nhiều đa dạng, như là để cho các bạn up Facebook nè, up ảnh bìa hay là up Instagram. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ chọn chữ. Chữ thì nó kia là press and hold, nghĩa là mình đè nhẹ vào. Đó. Bây giờ mình, thực ra thì nó không có hỗ trợ tiếng Việt nên là mình sẽ cài tiếng Anh luôn. Đó, mình ghi nhiều cho giống mấy anh chị hot Instagram á. Đó, xong rồi đó thì nó sẽ ra như vậy. Bây giờ thì tụi mình có quyền lựa chọn phông chữ, ví dụ như là phông này. Đó. Rất là đa dạng luôn, và các bạn có thể lựa chọn những cái pack ở đây để cho nó phù hợp với lại cái phong của mình. Nhưng mà thật ra thì mình thích căn bản, mình thích basic hơn để có thể hướng dẫn cho các bạn. Đó, mình lựa ra cái phong này ha. Mình quên mất là bên cạnh những cái phong chữ này thì nó vẫn có những cái chuyển động cho chữ luôn. Ví dụ là xoay nè, đó, xoay như chống chống luôn, rồi thất ẩn thất hiện. Hoặc là các bạn có thể lựa màu chữ cho mình, thích màu hường, ghét sự giả dối của các bạn cũng có luôn, đủ hết. Rồi hoặc là các bạn cũng có thể để những cái chữ như kiểu là multiply, overlay, kiểu độ đậm nhạt của chữ. Mình để đo màu luôn, mình cũng không cần phải làm nhiều hết. Ngoài ra thì nó cũng có những cái khung rất là đa dạng luôn. Cái khuyết điểm ở đây có nghĩa là các bạn sẽ không được hướng dẫn, mình phải tự mày mò, mình phải tự tìm. Thì cái điều này nó hơi khó. Rồi bây giờ là mình sẽ thử xuất ra ngoài nha. Đó thì như các bạn có thể thấy thì khi mà xuất ra ngoài thì nó sẽ có khung 1.1, 4.5, 16.9 hay là 16.9 lớn, ngang. Đó là những cái khung để các bạn có thể xác định là à, mình đặt vào cái khung nào. Rồi nó sẽ có xuất ra Instagram hoặc là 3 chấm là những cái giao diện khác. Mình sẽ đào về. Thì khi mà nó render cái clip này á, thì các bạn đừng tắt, đừng khóa máy hay là đừng chuyển một cái app khác. Thì nếu mà làm như vậy thì nó sẽ bị hủy cái quá trình render của cái clip này. Và tùy vào cái độ wifi á, thì nó sẽ load mạnh hay là load chậm. 2 hours later. Đây, bây giờ mình sẽ up Instagram cho các bạn thử ha. À, và Instagram của mình là ở đây nha, nếu mà các bạn có thể follow. Đó, và đợi clip nó load lên thôi. Ok. Tiếp theo là ứng dụng Enlight. Thì Enlight sẽ cho phép các bạn làm chuyển động hình ảnh của mình một cách dễ dàng thông qua các mũi tên định hướng. Thì hiểu nôm na là khi mà các bạn kéo các mũi tên định hướng nè, hình ảnh sẽ chuyển động theo hướng mà bạn muốn. Điều quan trọng là bất cứ tấm ảnh nào cũng có thể làm thành ảnh động được hết. Có rất là nhiều hiệu ứng mà bạn có thể lựa chọn, là bao gồm rung máy, hiệu ứng lớp phủ hay là bầu trời di chuyển tự động. Lưu ý rằng là sẽ có một số hiệu ứng bạn sẽ phải cần trả phí để có được. Mặc dù là bạn không cần phải trả tiền để có được cái ứng dụng này, nhưng mà tất nhiên là khi mà trả phí thì hình ảnh của bạn sẽ đẹp hơn những người xài free chứ. Ok, bây giờ thử ha. Đầu tiên là mình vẫn mở app lên. Đó thì nó sẽ thành con cáo màu cam, con cáo hay con sóc mà mình không biết nữa, nhưng mà kiểu vậy. Đó, đây là cái hình trước đó mình chỉnh. Thì như các bạn có thể thấy thì ở đây chúng ta có rất là nhiều hiệu ứng luôn, rất là đa dạng và giao diện rất là dễ nhìn. Ngoài ra thì ứng dụng cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể up thẳng lên Instagram hay là các phương tiện khác luôn. Bây giờ mình cũng thử một cái tấm hình lúc nãy luôn. Mình sẽ add vào bầu trời. Đó thì như các bạn thấy khi mà chúng nó để là Pro, những cái gói mà có chữ Pro có nghĩa là mình sẽ phải mua. Mình thì mình cũng không cần thiết lắm, tại vì mình chỉ xài một vài hiệu ứng trong đây thôi. Đó, như là chỉnh đường chân trời nè và khung môi trường xung quanh. Đó, sau đó là các bạn có thể vào overlay những cái hiệu ứng ở bên ngoài, ví dụ như là mưa nè, bướm bay kiểu đó. Các bạn có thể test cái hiệu ứng này, trời sáng, tuyết rơi cái kiểu, nhưng mà chắc là mình sẽ không dùng nó tại vì mình cần đơn giản thôi. Đó, bây giờ là mình sẽ export nó ra. Thì họ sẽ có những cái phương tiện nổi tiếng, ví dụ như Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter.
Và họ sẽ cho mình lựa những cái khung nào phù hợp với cái phương tiện mà mình sẽ sử dụng. Ví dụ như là 16.9 nè, 4.3 hay là 3.4, 9.16. Nhưng mà mình thì chọn original luôn. Rồi quality các bạn có thể lựa chọn là 1080. Nhưng mà còn 2K với 4K thì các bạn sẽ phải mua GoPro. Thì tùy các bạn thôi, nếu mà các bạn có cần nhu cầu về chất lượng ảnh cao thì các bạn sẽ phải mua. Đó, export rất là nhanh luôn, nhanh hơn cái app lúc nãy rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ up lên Instagram luôn, thử ha. Bầu trời tự chuyển động luôn, nhìn rất là hay. Ok, như một hot Instagram thật thụ. Tiếp theo là một ứng dụng sẽ giúp cho các bạn tạo ra những video có bố trí này, hiệu ứng không chỉ bắt mắt mà nhạc còn bắt tai nữa. Và ngoài ra là cái app này sẽ có những cái tips chụp ảnh rất là mới lạ luôn, sáng tạo ra những cái video rất là ấn tượng và các bạn có thể dễ dàng sử dụng với các thanh công cụ và hướng dẫn. Chỉ với một cú chạm, những gì bạn cần làm là tải những cái video đó về ứng dụng, sau đó là Strut sẽ tự động chỉnh sửa. Các bạn sẽ có một cái đoạn clip ngắn với những hiệu ứng nhìn rất là chuyên nghiệp. Và cuối cùng là chỉ việc share đoạn clip đó lên story là xong. Đây là cái app Strut này. Ở đây là những cái style, những cái bộ lọc mà họ sẽ làm để chúng ta có thể mường tượng ra là nó như thế nào. Cái tiện lợi mà mình thấy là mình chỉ việc mình đưa clip vào thôi, mình chả cần phải làm gì nhiều cả. Up từ 3 đến 6 clip để có kết quả tốt nhất. Nhưng mà thực ra là các bạn có thể up lên đến 12 clip. Mình up 6 clip thử ha. Đó thì ở đây là sẽ có classic, có dreamy, có minimal, real, geek. Đó tổng cộng là 5 bộ lọc để các bạn có thể up lên story của mình. Thực ra thì mình thấy đây vừa là một ưu điểm mà vừa là một khuyết điểm, bởi vì nó không có quá nhiều sự lựa chọn trong bộ lọc và hiệu ứng, nhưng mà nó vừa có thể giúp cho các bạn có thể dễ dàng sử dụng và nó có hướng dẫn luôn, rất là dễ nhìn. Ok, bây giờ mình thử xài minimal ha. Nó sẽ tự add một cái filter vào hình của các bạn luôn, nên là nếu mà các bạn có ý định chỉnh hình thì chỉnh nhạc thôi, và khi đưa lên clip nó sẽ vừa đủ chứ nó không bị đậm quá như mình. Ok, bây giờ mình sẽ down về thử ha. Có vẻ là nhanh hơn cái upload lúc nãy. Ok, bây giờ là họ sẽ hỏi mình luôn là muốn up lên Instagram story hay là post của Instagram. Và ngoài ra là bên cạnh đó thì họ cũng sẽ có những cái giao diện khác như là gửi airdrop nè, up lên Facebook hay là mail. Đó thì tùy theo cái đoạn clip mà nó sẽ có dao động từ 9 giây cho tới 20 giây. Thì các bạn có thể cân nhắc. Và cuối cùng đây là một ứng dụng mà sẽ là một công cụ thiết kế đồ họa khá là đơn giản và tất nhiên là sẽ miễn phí. Và với sự đa dạng về bộ lọc là các mẫu thiết kế thì Canva sẽ giúp cho các bạn thực hiện những poster phim này, story trên Instagram. Và bố cục được phân loại theo nhiều mục như là các outfit nè, thiệp chúc và tờ rơi, hay là còn có các banner như là tiêu đề Twitter nè, bài đăng trên Instagram hay là bài đăng trên blog riêng. Ngoài ra Canva còn hỗ trợ cho các bạn còn đang làm cả doanh nghiệp hoặc là đơn giản như sinh viên của mình thì các bạn thuyết trình. Ok, bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn biết ha. Đó, vừa mới vào luôn thì các bạn có thể thấy là họ sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều bản thiết kế khác nhau, từ kích thước tùy chỉnh nào, bài đăng Instagram, story, logo, tờ rơi, outfit, có rất là nhiều lựa chọn cho các bạn. Và hơn 60.000 mẫu thiết kế để hỗ trợ cho bạn vào tùy mục đích riêng. Có một cái điểm khuyết điểm mình cần lưu ý với các bạn là tùy theo điện thoại thì cái app này nó sẽ hơi lag một tí xíu. Mặc dù là nó rất là dễ sử dụng và tất nhiên nó có trên website và cả điện thoại luôn, nên là nếu như các bạn quên mang điện thoại thì vẫn có laptop để các bạn có thể sử dụng cái ứng dụng này. Bây giờ mình sẽ thử trên Instagram ha. Đây, câu chuyện trên Instagram rất là hay ho, tại vì những cái ứng dụng của họ, những cái bộ lọc rất là đa dạng luôn. Mình có quyền add hình vào bất cứ lúc nào, rất là đơn giản luôn, nhìn không khác gì những cái story của hot boy, hot girl Instagram cả. Và cái cách họ render cái hình cũng rất là hay ho luôn, kiểu có một cái đường á, nó chạy ngang qua. Nhưng mà có một điểm lưu ý tiếp theo là các bạn sẽ phải trả phí nếu như muốn sử dụng nhiều hơn, tại vì có một số chủ đề sẽ bị hạn chế. Ví dụ như là những hình ảnh trong đó họ sẽ bán chứ họ không để cho các bạn dùng free. Ok, rồi mình sẽ thử xem những cái mục khác cho các bạn thử xem ha. Đó, chúng ta có logo, nếu như các bạn nào muốn học về design thì có thể lên Canva tham khảo. Hoặc là đơn giản như mình là sinh viên thì mình sẽ cần làm thuyết trình khá là nhiều. Đó thì mình sẽ vào xem thuyết trình. Thuyết trình thì họ có rất là nhiều dạng về thuyết trình tĩnh và thuyết trình động, như là họ sẽ có những cái video chạy trên thuyết trình rất là đa dạng luôn. Đó, hầu như là miễn phí hết tất cả, rất là hay ho. Và đó là những tuyệt chiêu tạo ảnh động lung linh trên mạng xã hội mà các bạn cần biết. Và các bạn có cảm nghĩ như thế nào thì hãy comment bên dưới cho Minh Tuấn cùng biết ha. Và cũng đừng quên like, subscribe cho Minh Tuấn Mobile. Mình là Thiệt Phúc, bye bye.